Kính chào mọi người, tôi là Lê Danh đây. Hôm nay là tôi đứng tại vị trí là ngay cổng của trung tâm xã Quang Thành, nằm trên trục lộ Kim Long Quảng Thành đây. Hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người một miếng đất nền có view hồ, view đồi, lưng thì tựa đồi, trước mặt mình là hồ, và đây là hồ Quảng Thành đây. Đó mọi người đó, thấy đi, rất là đẹp luôn, sông nước hữu tình. Tôi đang đứng vào buổi sáng sớm để tôi lấy cái cảnh bình minh, còn sương mù đó mọi người thấy nhẹ nhẹ đó, rồi tôi mời mọi người theo dõi hết video này nha. Đó, bây giờ tôi đang đứng đây là đường nhựa nông thôn, mọi người thấy thoải mái, đường hai xe tránh nhau thoải mái. Hồi nãy là tôi đứng trên cái cầu, hồi nãy á tôi quay cái cổng chào đó mọi người, đó cái cầu đó, nãy tôi đứng trên đó đó. Bây giờ tôi chạy ở đây, và đây tôi sẽ nói về thông tin cơ bản miếng đất của mình. Miếng đất của mình là diện tích là 449,5 m2. Đây khu dân cư tọa lạc tại xã Quảng Thành, ngay trung tâm xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sát bên mình có quán cà phê bờ hồ kìa mọi người. Đây là miếng đất của mình đây, là từ sát cái nhà này, đây, đi qua tới đây là 7 m nha, đi qua tới đây. Ở tới đây là 7 m, chạy thẳng vô là 52 m, có cái nhà đằng xa 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 đằng sau á. Mà nở hậu là 10 m, nở hậu 10 m mà có sẵn 100 thổ cư rồi. Ở đây là có số nhà rồi hết rồi mọi người, nhà cửa san sát nhau, có cổng rào nghiêm chỉnh hết. Đất mình thì hướng tây, lưng á thì tựa cái đồi đó, cái đồi đằng sau đó, đằng trước mặt mình là hồ. Đường này là đường thông thoáng hết nha mọi người nha, đường đi thẳng ra ấp Hộ Cần, đường thông hết. Ở đây thì mình cách trung tâm xã Quảng Thành, chợ búa đồ, ủy ban, trường học, chùa chiền, nhà thờ chỉ trong vòng 500-600 m thôi. Một chút nữa tôi sẽ chạy ra cho mọi người coi. Rồi, bây giờ tôi cho mọi người coi trên cao cho hình dung dễ dàng. Đó, tôi đang cho lây cam bay vô đất của mình. Trước mặt mình là con đường nhựa. Đó, mà mọi người thấy đất mình đó, đất trống nó nở hậu ra, dài 52 m, đằng trước thì 7 m, đằng sau nữa hậu 10 m. Nó có cái nhà cuối cùng, cái nhà mình chỗ cái cây cao á. Rồi tôi đang từ đi từ dưới cuối đất lên, nở hậu ra là 10 m nha mọi người nha, có sẵn 100 thổ cư. Nó trước mặt mình là đường nhựa, đường này là thông thoáng hết. Trước là cái hồ đó, cái hồ đây là hồ Tầm Bó, cũng gọi là hồ Quảng Thành, giáp ranh với Kim Long. Đó, tôi quay toàn cảnh, tôi quay buổi sáng sớm để tôi lấy cái hình tượng sương mù nhẹ nhẹ giống như Đà Lạt thu nhỏ đó. Đó, bây giờ đằng sau lưng đất mình là trung tâm của xã Quảng Thành. Đó, tôi cho bay từ từ ra cái trung tâm xã Quảng Thành cho mọi người coi. Trong phạm vi là 500-600 m là mọi người không thiếu một cái thứ gì hết, tiện ích đầy đủ, chợ búa, trường học, ủy ban, trường mầm non cấp 1, cấp 2, chùa chiền. Đó, đây là trung tâm. Đó, mọi người thấy dân không? Đông nghẹt luôn. Đất mà vừa có view hồ,
Đồi núi sông nước hữu tình mà lại có sát bên trung tâm này rất là hiếm, không dễ mà dễ kiếm đâu. Đó, cái đường này là cái đường chính bên đối diện mọi người, đó là cái đường chính của trung tâm xã Quang Thành đó. Tôi đang quay một vòng cho mọi người coi. Sương mù nhẹ nhẹ giống như là Đà Lạt hay đó, mọi người thấy không? Dân cư đông đúc hết. Giờ tôi đang cho quay lại đi lại đó, cái đường cái cổng chào đó mà đầu clip tôi đã đứng đó, là cái đường đó là đi thẳng ra Kim Long, đang ra ngay trung tâm của thị trấn Kim Long luôn. Đất này là thì phù hợp cho những người nào lớn tuổi đó, hoặc mình về mình cất cái nhà cao lên, nhà lầu nhìn ra hồ, mà tiện ích thì đầy đủ hết, không thiếu thứ gì, rất là đẹp. Những cái miếng đất nền mà đối diện hồ đằng sau mà tựa đồ này không phải là dễ kiếm đâu mọi người. Đây, từ đất mình nè. Đây là kế bên là dân cư san sát luôn. Đây có quán cà phê bờ hồ đây. Rồi, bây giờ tôi mời mọi người tham quan khu vực của trung tâm xã Quang Thành này nha. À, mọi người thấy dân cư đó, đất này á, diện tích thì cũng gần 500 mét vuông rồi, mọi người về cất cái nhà lầu hai tầng nhìn ra hồ là quá đẹp luôn. Bây giờ tôi chạy một vòng khu dân cư cho mọi người coi, trước mặt mình là hồ, đằng sau là tựa đồi. Ở đây thì nước máy rồi là wifi rồi đầy đủ hết. Rồi, bây giờ tôi mời mọi người đi tham quan một vòng xã Quang Thành. Trong phạm vi là 5-600 mét là không thiếu thứ gì hết. Chùa, chiền, nhà, thờ đều đầy đủ hết. Đó, mọi người thấy dân cư nè, đông đúc luôn. Rồi, đây là nhà thờ. Đây là trường mầm non. Ông ta trong vòng 2 phút là không thiếu thứ gì. Ở trong này cũng như là khu bàn cờ vậy đó. Đây là nhà văn hóa cộng đồng đây. Tôi đánh một vòng chữ U để tôi quay xung quanh khu vực trung tâm của xã Quang Thành này cho mọi người coi. Đất của mình là sát bên cái trung tâm của xã Quang Thành này luôn, thành ra cái tiện ích không thiếu một thứ gì hết. Và đây là chợ Quang Thành.
Đây là chợ Quảng Thành. Đây là chợ sẵn Quảng Thành. Tôi đi quay buổi sáng sớm, tôi lấy cái ánh sáng bình minh, thành ra chợ cũng chưa có đông. Rồi tôi xin nhắc lại nha, đất mình là view hồ, mặt tiền là hướng Tây, đường nhựa, sát bên trung tâm xã Quảng Thành luôn. Trong phạm vi 500-600 m là không thiếu thứ gì hết. Diện tích là 449,5 m², ngang là 7 m, dài là 52 m, nở hậu 10 m nha. Có 100 thổ cư, mọi người về đây có cái nhà lầu, diện tích tới gần 500 rồi mà, tới 500 rồi, có cái nhà xây lầu cao lên hoặc gác lửng cao lên, nhìn ra hồ rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Và chủ kêu giá bán là 2,5 tỷ, có thương lượng. Rồi tôi xin kết thúc video đây, kính chúc sức khỏe. Rồi xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hùng Dư đây. Nãy giờ là chú lại dành tôi qua cho anh chị xem một cái miếng đất mình thấy cũng rất là đẹp ha. Đất nói chung là cũng vừa vừa, mà là cái vị trí thì quá đẹp rồi. Đây giờ mình cho chị xem sổ ha. Đây địa chỉ tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 437 m² ha, cũng khá là rộng, có sẵn 100 thổ cư rồi, còn lại đất trồng cây lâu năm. Đây quê Phủ Hồng chị ha. Đây là thành giá đất mình nè, nở hậu ha. Hiện tại là đất mình là đang làm khu đo lại chị ha, đo đạt lại ở Bà Rịa Vũng Tàu nè, 449. Về tăng thêm được mười mấy mét vuông chị ha, tức là tăng bây giờ là đo đạt lại được 449 m². Đây thông số đất mình nè, nghe mặt tiền là được gần 7 m, nở hậu ra được 10 m ha. Dài là khoảng tầm 52 m của khu đất mình đây ha, ở Phủ Hồng toàn bộ ha. Mặt đường ven hồ, hồ này hồ Tầm Bó. Nói chung cái hồ này thì hơi tiếc là bây giờ là nó có làm năng lượng mặt trời đó anh chị, cho nên là nó bị che đi một phần hồ rồi, cho nên nó không có thực sự hoàn hảo nữa, nhưng mà kệ, vậy cũng có view rồi. Nói chung là cũng ok, nói chung là cũng chấp nhận được. Và cuối cùng thì mình sẽ cho anh chị xem cái vị trí cung đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung ha. Anh chị mình có xài Google Map mình gõ là hồ Quảng Thành ha, nó sẽ ra cái vị trí. Đây cái hồ Quảng Thành nè, 28 pin nè, phía tức là phía bên giáp bên mình thì có 8 pin, còn phía đây thì trống nè. Đây cái đất mình nằm ngay đường ven hồ chị nha. Nằm ở đâu đoạn này nè, đoạn đường ven hồ nè, thì đây ngay trung tâm xã rồi chị ha. Chùa chiền, chợ, giáo xứ, bưu điện, ủy ban, trường học, đầy đủ hết. Nói chung là nằm ngay trung tâm xã rồi, tức là một mặt là trung tâm xã, mặt là hồ. Ở vị trí thật sự là rất là đẹp ha. Nói chung bây giờ mà kiếm được những miếng đất mà vừa ngay trung tâm mà vừa ngay ven giáp hồ như thế này á, đối diện hồ như thế này á, thật sự là đúng là không dễ kiếm anh chị. Đó. Thì chỉ có mấy miếng thôi. Chỉ có mấy miếng là chung là ít ai bán lắm. Đa số người ta xây nhà ta ở hết trơn rồi. Có miếng này là trống thôi. Đó. Chung miếng này mình thấy là anh chị mình mua về mình xây nhà biệt thự, tiện như là nhà vườn mini thì cũng rất là đẹp ha. Đó. Rồi, nói chung là vị trí thì cũng rõ ràng quá rồi, tại vì mình đã quay khu vực Quảng Thành, Châu Đức cũng đã nhiều rồi. Khoảng cách từ đây thì về Phủ Chí Minh đi bao xa thì mình đã nói nhiều lắm rồi. Bây giờ chỉ bàn về giá đó thôi. Mình xin nhắc lại chủ đang ghi cái giá là 2,5 tỷ cho anh chị. Giá này thì nói chung là còn thương lượng. Anh chị nào mà thiện chí thì mình xuống đây xem đi. Xem đất rồi mình gặp trực tiếp chủ mình thương lượng nha. Tránh tình trạng mà chưa xem mà thương lượng giá trả giá thì cũng khó lắm. Mình cứ xuống xem mình thấy ưng ý cái đã. Nếu ưng ý rồi mình trả giá. Đó. Rồi mình xin phép kết thúc video vậy nha. Anh chị nào có nhu cầu muốn xem đất gặp chủ mình thương lượng thì cứ gọi điện cho mình ha, số điện thoại để dưới màn hình đó. Rồi cảm ơn chị mình đã xem hết video. Chào mọi người.